Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri các xã Yên Hòa, Yên Hưng và Yên Mỹ, huyện Yên Mô. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Yên Mô. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Tiếp đó, cử tri các xã đã bày tỏ ý kiến liên quan đến một số lĩnh vực phát sinh trong thực tiễn. Về thực hiện chuyển đổi số, cử tri nêu thực trạng hiện nay người dân và doanh nghiệp chưa có thói quen nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Vì vậy, đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ về phí, lệ phí để khuyến khích người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Đề nghị tỉnh xem xét có chính sách phát triển nguồn nhân lực như đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số và có chính sách hỗ trợ, phụ cấp cho cán bộ được giao phụ trách về chuyển đổi số ở các cấp. Cử tri cũng đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho chủ tịch hoặc chi hội trưởng các hộ đặc thù, nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn xóm tổ dân phố. Đối với nhóm vấn đề về thực hiện pháp luật, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi một số bất cập nảy sinh trong thực tiễn thi hành luật đất đai năm 2013, trong đó quy định thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các huyện, thành phố thay vì giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường như hiện nay. Qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện quy trình mua bán cho tặng chuyển quyền sử dụng đất. Đề nghị có chế tài phù hợp, đủ sức răn đe để nam thanh niên trong độ tuổi nghiêm túc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng quân nhân xuất ngũ vào làm việc trong cơ quan nhà nước doanh nghiệp. Liên quan tới công tác phòng chống dịch COVID-19, cử tri mong muốn chính phủ kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine của người dân, công khai các nguồn lực cũng như xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn và lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời làm rõ một số vấn đề mà cử tri đề xuất kiến nghị thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu trách nhiệm của cử tri và bày tỏ niềm vui trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Yên Mô nói riêng trong bối cảnh dịch bệnh. Đồng chí cũng đã trao đổi làm rõ một số kiến nghị của cử tri về luật đất đai năm 2013, chuyển đổi số, chế độ chính sách đối với cán bộ, công tác quyên góp, hỗ trợ ủng hộ phòng chống dịch. Đồng thời nhấn mạnh, nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch. Do đó, cán bộ lãnh đạo địa phương cần nắm bắt, hiểu đúng và triển khai kịp thời để các chính sách đến với người dân đảm bảo nhanh chóng chính xác. Liên quan đến việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, đồng chí đề nghị tỉnh và các địa phương bên cạnh thực hiện nghiêm luật thì cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm đến việc làm của quân nhân xuất ngũ theo nguyện vọng và năng lực, tạo sự yên tâm, tin tưởng để thanh niên sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đối với một số nội dung khác mà cử tri kiến nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp và sẽ phản ánh tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Chiều nay, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Tân Bình, Bắc Sơn, Yên Bình, thành phố Tam Điệp. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cử tri các phường đã thẳng thắn phản ánh các ý kiến kiến nghị với các đại biểu Quốc hội liên quan đến chế độ chính sách. Cử tri đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục nghiên cứu đổi mới chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ cho cán bộ công chức viên chức nhà nước về độ tuổi đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã. Do chưa có sự thống nhất nên các địa phương đang gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện, đề nghị cần có các văn bản hướng dẫn cụ thể. Cử tri phản ánh quá trình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2013 còn bộc lộ nhiều điểm bất cập, đề nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, trong đó chú ý về khung giá đất, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cử tri đề nghị chính phủ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh, nhất là các hành vi lôi kéo, xúi giục, tung tin thất thiệt, ảnh hưởng đến lợi ích chung, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân. Cử tri cũng đề nghị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý,
đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tăng cường giám sát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam, đoạn đi qua thành phố Tam Điệp, đảm bảo theo đúng kế hoạch để ổn định đời sống của người dân. Do vẫn còn tình trạng xe quá tải trọng đi trên đê gây ô nhiễm môi trường, cử tri kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm xem xét đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp khai thác đá và có biện pháp xử lý những đơn vị vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nghe kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn và khẳng định những ý kiến của cử tri đều rất xác đáng. Đồng chí đã trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm về công tác phòng chống dịch COVID-19, phân tích một số biện pháp hiện nay mà Quốc hội, Chính phủ đang triển khai, khẳng định chiến lược vaccine và thông điệp 5K là giải pháp căn cơ trong phòng chống dịch, rất cần sự ủng hộ, sự vào cuộc tích cực hơn nữa của mọi người dân. Đồng chí cũng giải đáp một số kiến nghị của cử tri về những bất cập trong luật đất đai năm 2013, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý tham nhũng, cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ công chức viên chức, độ tuổi cho các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã. Một số nội dung khác sẽ được đoàn tiếp thu tổng hợp và phản ánh tại kỳ họp Quốc hội.